được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã chủ trì tổ chức kỳ họp thứ ba Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam UAE. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh làm trưởng đoàn. Đoàn UAE do Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế an làm trưởng đoàn. Tại phiên toàn thể, sau khi nghe thông báo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế tại mỗi nước, hai bên đã điểm lại tình hình hợp tác trong các lĩnh vực chuyên ngành kể từ kỳ họp lần thứ hai tổ chức tại UAE và đồng thời đề ra các biện pháp để thúc đẩy hợp tác toàn diện trong thời gian tới trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, lao động văn hóa, an ninh nông nghiệp, xây dựng khoa học và công nghệ, tài nguyên môi trường, thể thao và du lịch. Trong khuôn khổ kỳ họp, một số thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, giáo dục và đào tạo, các phòng thương mại và công nghiệp và thỏa thuận giữa một số doanh nghiệp đã được hai bên ký kết.